mà không nóng à? Không. Con này muốn ăn gì nào? Phúc! Đi học về à? Cái vòng tay của anh đâu? Ôi, tôi chết. Rơi đâu rồi? Không phải nó nằm bên đây hả? Điên à? Chắc là làm rơi chỗ làm thôi. Hay rời nhà nhở? Coi như là anh làm rớt đi. Vậy anh còn chuyện gì giấu em không? Không có. Vậy tại sao anh lại nhìn Vũ? Anh chia tay đi. Em có biết em đang nói cái gì không? Em nói là mình chia tay đi. Anh nhắc lại, em có biết em đang nói cái gì không? Em với anh chia tay đi. Vậy là bây giờ em với anh có thể cạnh tranh công bằng rồi đúng không? Không cần cạnh tranh đâu, anh không có giành với em. Lời này anh nói đó nha. Em để Vani đi đâu? Buông ra. Nghe anh giải thích. Em cứ lạnh buông ra. Không cần phải cạnh tranh đâu, anh không có giành với em. Lời này là anh nói đó nha. Không được nuốt lời. Ừ. Kể từ bây giờ em với anh không còn liên quan gì nữa hết. Anh cũng không cần nói với em bất cứ điều gì đâu. Cứ giấu thoải mái. Anh có biết cái cách hành xử của anh bây giờ y như một đứa con nít không? Con nít, trẻ trâu. Hai người trưởng thành hợp với nhau lắm đó. Tùng. Tùng. Chờ tao lâu không? Đoán xem. Mai á, mày chỉ mặt mấy thằng đó, tao xử cho. Không biết tự lượng sức hả? Ê ê ê, mày nhìn tao nhỏ con vậy thôi nha, chứ cỡ tụi nó hả, bầm dập hết hai đứa mình á. Nói gì mà cũng nói được. Thì hai đứa bầm dập cũng đỡ hơn đứa. Thôi mày ngồi đây đi. Tao đi mua thuốc. Khỏi. Sao vậy? Sắp lành rồi. Mai tao đi với mày á, tụi nó không dám làm gì mày đâu. Sao rồi? Bữa nay cá tinh sao? Đó. Biết ngay mà. Rớt rồi chứ gì. Tao đậu rồi. Nói cho mày biết,
Giờ tao đã là thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu của Sài Gòn rồi đó. Lo mà xin chữ ký giờ đi. Ấu trĩ. Ê, nè anh. Lời chia tay nói ta dễ dàng như vậy sao? Anh thôi đi. Lời chia tay nói dễ dàng được như vậy sao? Bây giờ anh có nói 1000 lần đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra như vậy rồi. Bây giờ còn ngồi đây làm gì nữa? Nóng muốn chết. Anh đã làm biết bao nhiêu điều mà. Có những thứ anh còn chuyển xuống dưới này ở với bạn nữa mà. Lời chia tay nói ra dễ dàng như vậy sao? Mày thấy tao đặt tên nghệ danh gì hay hay mày? Mày hỏi gì? Lý. Lý thì có Lý Nhã Kỳ nè, Lý Đức nè. Ủa mà lý do gì tao lại đậu được casting vậy? Lý gì cũng được, miễn đừng là lý mặt sau. Có chuyện gì vậy anh Tùng? Anh Phúc anh lại làm cho anh buồn nữa hả? Hai đứa không cần phải lo cho anh đâu. Vậy thì ngay từ đầu anh đừng lo tới chuyện của tụi em. Anh lo cho cảm xúc của mình đi. Anh lo cho cảm xúc của mình trước đi. Anh Phúc á, anh là một người rất kỹ tính. Nhưng mà mấy cái thứ quan trọng á, anh hay làm mất lắm. Anh chơi với ổng lâu rồi anh cũng biết chứ. Vậy chuyện Sang Thái thì sao? Sang Thái? Tại sao? Chắc là ổng có chuyện riêng nào ổng không nói là anh thôi. Mà anh không nhớ chuyện của em hả? Một ông thì nóng tính, một ông thì lừa giải thích. Cứ như vậy mà cãi nhau suốt từ thời đi học tới giờ. Cho anh ở nhờ nha. Sao anh làm mất nó rồi chứ? Tôi xin lỗi. À, anh nói Phúc bổ sung thêm giấy khám sức khỏe để hoàn thành hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động? Bộ anh không biết gì hết trơn hả? Anh mà không biết thì làm sao em biết? Có vẻ như hai người không thân như em nghĩ. Anh đã dặn em là có chuyện gì em phải gọi ngay cho anh cơ mà. Bảo sao Tùng lại khó chịu với anh như thế? Tùng ghét nhất việc anh có bí mật mà cứ giấu. Nhưng mà lời chia tay chỉ nói ra khi hai người hết yêu thôi anh à. Lúc đấy Tùng chỉ đang giận. Rõ ràng là Tùng không có trân trọng mối quan hệ này, cho nên mới dễ dàng nói lời chia tay tới vậy. Anh thôi đi được không? Thank you.
Cái gì vậy? Không biết nữa. Tự nhiên để trước nhà không biết có chứa bơm hay thuốc nổ gì không trời. Điên. Bùm. Một tấm thiệp. Đây. Ôi ôi, rớt mấy ngố nè. Ôi ôi, mày gửi cho tao. Mình đã hết cậu từ buổi casting đầu tiên. Sau buổi casting đó, mình đã gặp được cậu tại chỗ shop quần áo vào lần casting thứ hai. Hẹn gặp cậu tại công viên nếu như cậu đồng ý lời tỏ tình của mình. Ui, 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 có người gửi thư tình cho tao này mày. Ui, dễ thương không? Rồi mày tính có đi không? Đi chứ, để con gái người ta đứng đợi. Rồi ai canh anh Tùng? Tao đi học á. Nè Thanh. Anh Tùng. Nè. Đi đâu hả? Trời ơi trời, làm gì mới sáng sớm mà mặc chù ụ vậy? Thôi đi, đi với em đi. Ra ngoài cho nó thoáng. Đi đâu? Chụp hình thẻ để nộp hồ sơ cho bên công ty nè. Em đậu casting rồi hả? Ờ, em rể của anh mà. Vậy thì đi. Ừ. Ê, anh tính đi với cái bộ dạng này nè hả? Trời ơi, bây giờ anh đó là anh của nghệ sĩ rồi đó. Lo mày chỉnh đốn này đi. Đi tắm rửa đi. Thì để em tắm cho. Ừ. Rồi ai canh anh Tùng? Ê, sao chụp xong mà không chịu về? Thì đi theo em đi, nói chỗ này hay lắm. Đi đâu? Thì chỗ của Phúc làm việc đó. Ê! Nè! Làm gì vậy? Sao? Chào anh. Ủa, sao em ở đây vậy? Ồ, em đến tìm anh Phúc. Hôm nay anh Phúc nó có đi làm đâu. Em là Tùng đúng không? Dạ, chào anh. Ừ, Phúc nó nói nhiều về em lắm á. Em đưa cho Phúc này giùm anh đi. Nó nhờ anh in vé máy bay giùm. Mà hôm nay nó không đi làm. Vậy nha, anh đi á. Ngày 25. Thời hạn đi 1 tuần. Sau chuyến bay của anh 1 ngày. Ổng ở đây rồi, ổng ở đâu? Anh biết nó ở đâu? Hay không anh? Anh không ăn thì tôi đem dục. Sao không gọi đồ ăn như anh? Nấu làm chi cho cực? Thì bữa giờ anh nấu cho tôi ăn nhiều rồi. Giờ tôi nấu cho anh một bữa. Không được hả? Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy? Không có gì. Cậu cũng thích ăn đậu hũ à? Tất nhiên. Nó ngon mà.
Tùng cũng thích. Em đợi anh 3 phút 6 giây rồi đó. Mong sao em đợi anh cả đời cũng được. Ông mà anh nhỏ con quá à. Nhưng mà em thích cái gu em nhỏ nhỏ xinh xinh vậy á. Qua nhà em chơi không? Ba má em đi rồi. Thôi được, để có gì bữa sau nha. Ủa sao vậy? Sao anh sợ em vậy? Đâu có. Em thấy anh sợ em rõ ràng luôn á. Anh làm gì anh ôm này vậy? Em có ăn thịt ăn cá gì anh không, đâu? Không. Anh sợ em ăn thịt ăn hả? Trời đâu có, bình thường mà. Em chỉ là một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm thôi. Mà anh làm gì anh sợ vậy hả? Không sợ thì qua nhà chơi đi. Dễ thương quá. Thích đó à. Thành. Ê nè. Ủa chào anh vậy? Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc hẹn của hai người nha. Không sao, tụi em mới có hẹn hò nhau à, chưa làm gì hết á. Thành. Xin lỗi nha. Ê, vì hẹn người ta ra đây, người ta chưa làm ăn gì hết, bỏ người ta đi vậy? Sao tự nhiên mày bỏ đi vậy? Chứ mày nói tao phải làm gì? Mày ghen hả? Không có. Chứ sao tự nhiên mày lại khó chịu với tao? Không có. Tông giọng của mày đang lên quãng 8 luôn rồi đó. Anh Tùng đâu? Không biết. Tâm trạng của anh Tùng đang không tốt. Nhưng tâm trạng của tao thì sao? Tại sao mày lại đến một mình? Anh Tùng. Sao lúc nào mày cũng quan tâm tới cảm xúc của người khác vậy? Vậy còn cảm xúc của tao thì sao? Tao cũng biết khó chịu vậy. Khó chịu? Tao nói mày nghe, nếu như mày thấy á, rớt của mình quan tâm lo lắng cho một người khác, mày có cảm thấy khó chịu không? Rớt? Tao rớt mày đó. Em để ý nhầm người rồi. Tôi tin vào trực giác của mình. Em chỉ đang ngộ nhận thôi. Tôi phân biệt được ranh giới với tình yêu và ngộ nhận. Em chỉ là đang thích cái cảm giác gia đình mà anh mang lại thôi. Em thích có người đợi em mỗi khi em đi học về. Thích có người nấu ăn cho em. Thích có người trò chuyện với em thôi. Những cảm giác đó anh mang lại cho tôi. Vậy thì tôi thích anh có gì sai chứ? Kể cả như thế, anh cũng không thích em. Anh chỉ coi em là em trai thôi. Như Thành ấy. Dù anh có nói gì đi chăng nữa, miễn là anh còn độc thân, tôi sẽ còn theo đuổi anh. Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội của mình đâu.
Buông anh ra đi. Không, anh thì còn chỗ nào để đi chứ. Ngay cả cơ hội cũng không cho tôi luôn sao? Anh không thể. Anh, trên đời này rất nhiều người tốt, đâu nhất thiết phải là anh đâu. Vậy tại sao không phải là anh chứ? Nói đi, em không tốt chỗ nào thì em sửa. Em không hiểu. Hay là em không phải là Tùng? Đúng. Đừng tự biến mình thành trà xanh chứ. Cậu với Phúc có quan hệ gì mà gọi tôi là trà xanh hả? Anh có đồng ý làm người yêu của em không? Nè, anh có đồng ý làm người yêu của em không? Thằng này xuống phụ anh một tay, suốt ngày cắm mặt vào game thế. Trời, thua rồi nè. Chiên có mấy miếng gà mà hành nữa. Đi chiên đi, để em cắm mặt vô game được rồi, tự đau khổ mình luôn. Mày chọc ghẹo gì anh hai mày nữa đó? Ai chọc ghẹo gì ổng? Ủa, quê rồi hả? Ghê. Chưa ăn cơm trưa nữa mà no ngang rồi. Ê, ở đâu đây? Ở dưới kẹt tủ á, để em đeo cho anh nha. Xin lỗi anh, vì lúc nào em cũng là người gây chuyện. Còn gây chuyện là còn thương. Mà anh xuất khẩu lao động sang Thái là gì? Chỉ vì bên em mới thấy bình yên. Nhưng mà em đã nhường xuất sang Thái đó cho người khác rồi. Cái gì? Khi nào? Tại sao lại nhường? Anh làm ở nhà hàng Thái, học tiếng Anh, xuất khẩu lao động, cũng chỉ vì... là vì em thôi đúng không? Thì em cũng vì vậy nên mới quỷ. Mà tự nhiên thấy em với anh tào lao quá. Chắc anh cũng hủy quá. Ừ, đừng. Bây giờ anh qua Thái trước đi, rồi em qua sau. Thật không? Đừng có gạt tôi, xong tôi sang đấy một thân một mình nữa đã khách quen người đấy. Em nói chia tay với anh là tại lúc đó em giận anh thôi, chứ đâu phải là em hết yêu anh đâu, không trân trọng anh đâu. Dạ anh biết rồi. Ừ, từ nay về sau em hứa là sẽ không bao giờ nói là chia tay với anh nữa đâu, mà em chỉ là mình làm mấy với anh thôi. Anh cũng sẽ không giấu em bất kỳ điều gì nữa. Điều gì em cũng biết đầu tiên, được không? Xin chào mọi người. Cái món này cho mày nè. Cảm ơn nha. Mà sao hôm qua nói tới mà không tới? Qua hả? Có, nhưng mà đang đi cái xong có công việc đột xuất nên qua bù nè. À, mà làm hồ sơ xong chưa? Hồ sơ hả? Hồ sơ cũng sắp xong hết rồi. Ừ. Duy đợi tí nha, anh đã sắp xong rồi. Dạ ok anh. À, mà giúp tao chuyện này được không? Chuyện gì? Cái cậu bé mà hôm qua vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa là ai? Ủa, làm gì mọi người nhìn anh dữ vậy? Đại
Ôi xin lỗi. Ủa? Đâu đây? Sao mày lại ở đây? Thì học xong cũng phải về đây chơi chứ. À, nó có làm em khóc không? Khóc vì hạnh phúc. Nó nhiều quá. Mà sắp tới có người xe tiền chung rồi đúng không? Đỡ được đồng nào hay đồng đó. Mà anh khi nào tới? À, chắc tầm 2 tiếng là máy bay đáp. À, mà thôi anh đi trước nha. Bye bye. Đi luôn hả? Tạo cho em bất ngờ. Đúng là chứng nào tật đó. Lúc nào cũng giấu hết mọi chuyện á, rồi xảy ra hiểu lầm. Hiểu lầm là để hiểu nhau hơn mà. Anh nhớ em. Em cũng nhớ anh. Dù cho ngàn năm anh vẫn đợi, nhìn kiếp anh vẫn chờ, chỉ mong rằng em sẽ nhận ra. Và giờ phải làm sao cho em hiểu được hết bao nhiêu điều về những điều anh mơ, những điều anh mơ. Gần sát bên người nhưng chẳng thể nào bước tiếp, nhịp đập không ngừng khi chung con đường cùng ánh mắt môi cười mà em dành cho anh. Dù cho ngàn năm anh vẫn đợi, ngàn kiếp anh vẫn chờ, chỉ mong rằng em sẽ nhận ra. Và giờ phải làm sao cho em hiểu được hết bao.